đây sáng sớm mình đi lên gần Cà Đỏ nè các bạn. Này thì lại Cà Đỏ quán sát bên nè. Quay cho các bạn con IHI các bạn. Này IS200. Màu đỏ huyết, màu huyết chứ không phải màu đỏ. Cần này cũng dài quá nè các bạn. Khoảng 16 mét luôn. 6 7 mét. Đây gấp lẻ ha. Ở đây đang những máy cắt máy kéo với dịch đầu đổ gì đây dữ lắm. Tới 18 mét mấy các bạn ơi, chứ không phải 17 mét nha. Tài xế nói mới nói mình là mới hỏi. Giờ nó mới khoảng 8 giờ mấy rồi, có múc rồi các bạn. Sớm. Trời ơi, sâu kìa. Đắt lấy quá sâu.
YouTube, đăng lên YouTube đi quay mấy cắt này kia rồi gặp xe cứu quay luôn. Ủa cái đường này em chỗ về đâu ta? Gì đấy? Dạ. Dọn chi hồi nó dọn lên cái gì? Hồi cào cào đi sạch bón chân à hả? Trời ơi sâu lắm trời. Tiếp theo của mình nha.